nhận định soi kèo bóng đá Juventus với Porto. 3 giờ ngày 10 tháng 3, Juventus sẽ có cuộc chạm trán Porto trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thua 1-2 trên sân khách không phải kết quả quá bất lợi, nhưng quá nhiều khó khăn đang bủa vây Juventus lúc này. Tương tự câu chuyện trước Lyon ở mùa giải năm ngoái, các Juventini phải sẵn sàng cho những giọt nước mắt. Những ngày qua, giới quan sát Bồ Đào Nha và các cổ động viên Porto liên tục nhắc lại chuyện cổ tích của 17 năm về trước. Đó là cúp khởi đầu vòng Knockout Champions League của mùa giải 2003/04 bất tử. Với lợi thế thắng Man United 2-1 ở lượt đi vòng 1/8, Porto từng suýt bị loại khi bị dẫn 0-1 cho tới tận phút 90 ở lượt về, trước khi thủ môn Tim Howard mắc sai lầm dẫn tới bàn gỡ của Costina. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Jose Mourinho lao xuống tận cột cờ phạt góc để ăn mừng với các học trò. Đó là trận cầu then chốt dẫn Porto tới chức vô địch Champions League mùa giải ấy, đồng thời làm nên tên tuổi của Mourinho. Trận đấu tại sân Old Trafford nói trên diễn ra ngày 9 tháng 3 năm 2004, đúng 17 năm trước khi Porto lại bước vào một trận đánh lớn tương tự trên sân Allianz đêm này. Ở thời điểm 17 năm trước, danh tiếng của huấn luyện viên Mourinho cũng chỉ tương tự Sergio Conceição hiện tại. Chiến thuật gia 46 tuổi này đã kéo Porto lên từ những khó khăn ngập đầu vào thời điểm nhậm chức năm 2017, đến nay đã giúp bầy rồng đủ sức thách thức các đối thủ lớn ở châu Âu. Trận thắng 2-1 ở lượt đi tuy có sự giúp sức của may mắn Porto thoát quả penalty ở phút bù giờ cuối, nhưng không thể phủ nhận đội DKVD Bồ Đào Nha đã chơi một trận cầu chặt chẽ. Khoa học với tinh thần của nhà vô địch thực thụ, Porto sẽ không đến Turin chỉ để tử thủ, bởi điều đó không khác gì tự sát. Trong khi chỉ cần Porto ghi một bàn, nhiệm vụ của Juve sẽ trở nên khó khăn gấp bội với cách chơi chưa được luyện hiện nay. Ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước, sau khi thua 0-1 trên sân Lyon, Juve của huấn luyện viên Maurizio Sarri đã chơi bóng khá tự phát, bị dẫn điểm từ rất sớm và dù thắng ngược 2-1 nhờ cú đúp của Cristiano Ronaldo, lão phu nhân vẫn bị loại. Nhận xét một cách khách quan, Juve của huấn luyện viên Andrea Pirlo chưa có nhiều tiến bộ so với thời Sarri, đặc biệt về chất lượng lối chơi khi tuyến giữa tỏ ra yếu đi trông thấy bởi sự ra đi của hai cựu binh Miralem Pjanic và Blaise Matuidi. Ban huấn luyện Porto đương nhiên đã nghiên cứu kỹ điểm yếu của Juve. Họ biết cách làm thế nào để chế ngự được cơn giận dữ của đối thủ, nhất là lúc khởi đầu. Việc Juve hang máu tấn công từ đầu là điều có thể dễ dàng đoán được, nhất là khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên còn ít kinh nghiệm, Pirlo. Nhưng hãy coi chừng những đòn hồi mã thương của Porto, đội chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ các phương án đánh vào cặp trung vệ tuy có vẻ xịn Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, nhưng lại có không ít điểm yếu, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng. Juve sở hữu Ronaldo, nhưng Porto lại có cả một tập thể vững chắc, luôn vụt lớn thành vĩ đại mỗi khi bước vào các trận đánh lớn. Điều này từng được chính hai cựu thành viên Porto của Juve, Danilo và Alessandro tiết lộ từ trước trận lượt đi, sau một thời gian dài chạy theo Champions League mà không thành công. Kể cả sau khi mua Ronaldo, VLD Juve đã xác định tạm thời không bị ám ảnh vì mục tiêu này nữa. Đó là lý do chính dẫn tới việc lão phu nhân không bổ nhiệm những huấn luyện viên có tên tuổi ở Champions League, mà trao cơ hội cho Pirlo nhằm cố gắng xây dựng lại đội bóng theo lộ trình dài hơi. Tuy nhiên, lúc này có thể khẳng định huấn luyện viên Pirlo vẫn chưa đáp ứng được trông đợi. Ở Serie A, Juve Pirlo cũng đang thất thế trong cuộc đua Scudetto với Inter đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Viễn cảnh bị loại sớm thêm lần nữa ở Champions League và mất những khoản thưởng không nhỏ ở đấu trường béo bở này không những đe dọa Juve, mà còn báo hiệu chiếc ghế của huấn luyện viên Pirlo không hề an toàn.